khoảnh khắc táo bạo của vợ chồng Kate William trên thảm đỏ gây bùng nổ. Vào sáng ngày 20 tháng 2, vợ chồng hoàng tử William và công nương Kate đã xuất hiện trên thảm đỏ để tới dự giải thưởng điện ảnh Viện Hàn Lâm Anh danh tiếng được tổ chức hàng năm. Tại sự kiện, cặp đôi nhà Cambridge đã trở thành tâm điểm chú ý và được khen ngợi hết lời với sự tinh tế cũng như thần thái diện mạo không kém cạnh những ngôi sao hạng A. Trong khi hoàng tử William lịch lãm và bảnh bao trong bộ vest dạ tiệc nhung đen từng được anh mặc trong sự kiện trước đó, thì công nương cũng ngầm thể hiện cam kết của mình đối với thời trang bền vững khi diện lại thiết kế đầm lệch vai tuyệt đẹp của nhà mốt Alexander McQueen. Được biết, chiếc váy này đã được công nương diện một lần vào năm 2019. Lần này, chiếc váy đã có một chút thay đổi khi phần hoa bên vai trái được thay đổi thành vải lụa dài thướt tha. Để tô điểm cho bộ cánh, nàng dâu hoàng gia còn gây bất ngờ khi lựa chọn đôi khuyên tai chỉ có giá 18 bảng Anh, tương đương 513.000 đồng. Đến từ thương hiệu thời trang bình dân Zara, kết hợp với đôi găng tay đen Opera và chiếc cờ lắt cùng chất liệu với bộ vest nhung của chồng tạo nên tổng thể ăn ý, cùng vẻ ngoài vừa sang trọng lại trẻ trung, rạng rỡ. Đặc biệt, khoảnh khắc táo bạo thể hiện tình cảm và sự gắn kết của cặp đôi trên thảm đỏ sự kiện cũng nhận được không ít sự chú ý từ người hâm mộ cũng như giới truyền thông. Trong đoạn video được đăng tải, trong lúc cả hai đang trò chuyện vui vẻ khi đi qua thảm đỏ và tiến vào bên trong sự kiện, công nương Kate đã thể hiện sự tinh nghịch của mình khi vỗ nhẹ vào William một cách trìu mến với nụ cười rạng rỡ trên môi. Dù chỉ là một hành động rất nhỏ nhưng nhiều người hâm mộ đã kịp nhận ra và bày tỏ sự thích thú với tình cảm của cặp đôi. Một người đã viết trên Instagram: "Tôi thích cách họ hạnh phúc, đã và có lẽ sẽ còn hạnh phúc hơn thế nữa, thế giới cần nhiều nụ cười hơn."